Hi everyone, welcome back to my ToonGameBay channel. Chào các bạn đã quay trở lại kênh ToonGameBay của mình trong ngày. Trong video series 8 tựa game nổi bật nhất trong những thời gian gần đây. Với tựa game đầu tiên, mình cùng các bạn khám phá ngay trong đầu hôm nay, trong 8 tựa game này. Đó chính là tựa game Hollow Level. Đây nè, cho cùng bắt đầu nào. Let's start with this. Và đây chính là điểm qua 3 nhà phát hành của tựa game này. Cho chúng bắt đầu nhé. And we're only doing this game right now. Bắt đầu nào bạn. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu cốt truyện, nội dung cốt truyện để cùng các bạn khám phá luôn tựa game này. Let's go. Trước cúp xe phía sau của ta ra. Đấy, cúp 500 các bạn. Oh no no no. Làm sao nào ạ? Cúp vào vài dụng cụ đi trong. Phía trong căn phòng của ta nào. Trước nó không được khóa này. Đã có chiếc cái lên một gàng rồi. Một cái chiếc này nào. Trường dòng ra các bạn. Trời ơi, chúng ta hầm này. Ok. Chúng ta hầm ra này. Đây là chiếc cửa các bạn, chúng ta ra thôi. Đây, qua tấm chắn hình ảnh thế nào. Cho tất tặng một điện đi nhé. Rồi cùng mình đi sang khu bên này nào. Đây rồi. Cho đến được vị trí quay phát cấp điện cho cái cửa sắt bên kia. Đây cùng quay lại khu vực ban đầu này. Thank you.
đi ra cánh cửa để mở nào. Tắt thiết bị này đi các bạn, khóa chói. Chói cho mở cánh cửa đây. Tiếp tục mở cánh cửa sắt này này. Cánh cửa gỗ còn lại, đi vào trong nào. Oh my god, cho bị ông ta bắt được không các bạn? Ok, còn những gì diễn biến tiếp theo mình sẽ để sang video tiếp theo nhé. Còn bây giờ mình chuyển sang tựa game thứ hai nào. IT Hologram. Tựa game được phát triển bởi nền tảng Unity. Và sẽ cho anh sẽ cùng bắt đầu luôn nào. Let's go. Let's play. Kiểm tra ngăn kéo trước này. Lấy chiếc vào đồ đã. Và lấy những cái đồ. Mình có đao đầu tiên rồi bạn. Một chiếc đồ. Take the fuse. Insert here. Open the door. Keep going. Tìm một cứu thương. Và những bao quẹt được vậy. Tạm thời thiếu ông ở phía trong. Chúng sẽ đi tìm cứu thương nhé. Thank you.
phải biết cách được tìm nơi nào giấu chiếc búa bạn. Các bộ phải mở hết tất cả cánh cửa kia nào các bạn, chứ không thể để thế được. Thank you.
cái chiếc rìu phá luôn các bạn. Sẽ quay lại phía kia xong. Phải quay lại các bạn. Seven one. À, mã này one six seven eight. One six seven eight các bạn. Đây chỉ là một trình độ được bơm đầy khí ở trong đây. Cháu có thể lựa xuống này.
cho đến bạn đây ta. Chúng ta sẽ đọc một cái phát quạt Masters. Chẳng dị một người nào. Ok, hơi đi tìm kiếm. Ok. Bật nó kia rồi. Chân nhà sẽ thủng luôn. Ba ba, anh con tắt cửa vậy đây. Anh hai lần rồi. Chân hậu chú thao. Anh hi cái cậu. Chúng ta có một chút. Có đâu chụp ảnh có đơn giản đấy. Thì đút qua được. Anh nhận là về này. Anh dị ông ta bạn. Ok. Không phản đi. Anh nhận là cuối cùng dẫn về này. Anh sẽ chuyển sang tìm thứ. Từ nào. Nice. The scary horror game. Let's play. Thu tiền này bạn. Em phải thôi chiều bạn, quay giặt rồi. Ôi các bạn, tự nhiên này nó có vấn đề rồi. Ok, thì mình sẽ chuyển sang đây tiếp theo nào. Snan Arena, The Channel. Let's play. Tắt đèn pin đi, chúng ta đi trong một cái. Chuyển sang tìm thứ 6 nào, Snan là chủ. Time of the end. We two days. Mình tìm ra bài số hiệu để tìm chỗ thoát nào các bạn. Chúng ta đã tìm kiếm ở quan điểm các bạn. Bạn ngoài thì chúng ta sẽ được nhặt được một khẩu súng ở quanh khu vực của chúng ta đi qua cọc. Size here.
It should come down. I'm going to leave it from trying to move. Chuyển sang thứ bảy nhá, Granny Mini Craft. Granny Trap the Tool. Nhỡ mất nỗ quân ở ngoài này các bạn. Chuyển sang tiêu cuối cùng cho mình các bạn, Granny Trap the Tool. Let's play now. First day. Chứ chìa khóa đèn gì gọi là special key. Spark lock. Chúng ta sẽ mở cửa vào trong các bạn. Cửa ba trên tay chúng ta nào. Và chiếc chìa khóa cũng trên tay chúng ta các bạn. Làm sao để chúng ta bất tỉnh và cho tiền trốn thoát ở đây nhỉ? Nhưng mình sẽ để những diễn biến này sang những lần sau mình cảm thấy tiếp nhé. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn dừng tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much and see you soon. Goodbye.